Chào các bạn, có thể các bạn còn nhớ đợt nắng nóng vừa qua, tại rất nhiều nơi việc cắt điện đã diễn ra liên tục, khiến cho cuộc sống của người dân vô cùng khổ cực. Nhưng các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất còn đau khổ hơn khi nhiều nơi phải dừng hoạt động, thiệt hại về nguyên vật liệu khi bị ngắt điện đột ngột, nhìn chung là tổn thất rất nhiều tiền. Và từ việc cắt điện luân phiên, thậm chí đột ngột trong thời gian dài đã khiến dư luận nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt rằng tại sao nhà nước lại để thiếu điện như vậy? Tại sao có điện mặt trời, có điện gió mà không đưa vào hòa lưới? Những câu hỏi này thực tế đã được đại diện ngành điện trả lời, nhưng có vẻ như chưa được thuyết phục cho lắm. Nên Bộ Công Thương đã thành lập một đoàn thanh tra để thanh tra xem bên điện lực làm ăn thế nào, có đúng với quy định của nhà nước hay không. Vậy kết quả thế nào? Có sai phạm gì không? Chúng ta hãy cùng xem. Có thể nói, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã rất quyết liệt trong việc thanh tra, yêu cầu đoàn công tác phải làm khẩn trương, quyết liệt và phải xong trong 30 ngày, kể cả ngày nghỉ cũng phải làm nếu chưa xong. Các nội dung mà đoàn cần tập trung là làm rõ việc cung ứng điện thế nào, việc các nhà máy chủ động nguyên liệu để sẵn sàng phát điện ra sao, việc vận hành hệ thống điện có vi phạm gì không, huy động các nguồn điện về mặt kỹ thuật, tính công bằng, vấn đề truyền tải điện và huy động các nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp. Ông Diên nêu rõ, để xảy ra tình trạng thiếu điện, dù bất kỳ lý do gì cũng phải chỉ rõ nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục, xử lý thỏa đáng, kịp thời. Và sau khi thời hạn 1 tháng trôi qua, Bộ Công Thương đã công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về quản lý và điều hành cung cấp điện của EVN và đơn vị liên quan vào sáng 12 tháng 7. Bộ Công Thương cho biết, trong gần 1 tháng làm việc, đoàn thanh tra đã hoàn thành các nội dung theo đề cương và đã có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương kết quả thanh tra. Vậy có vi phạm hay không? Thì câu trả lời là có. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp điện giai đoạn năm 21 đến năm 23 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị có liên quan. Thứ nhất là chậm đầu tư, hoàn thành nguồn và lưới điện, chậm khắc phục sự cố các tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện làm giảm khả năng cung ứng điện. Thứ hai là EVN và các đơn vị liên quan không chấp hành nghiêm chỉ thị số 29 của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kế hoạch cung ứng điện, biểu đồ cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện, làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện, giảm dự phòng an ninh năng lượng. Thứ ba là việc điều độ, vận hành hệ thống điện mất cân đối trong việc huy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm. Thứ tư là vi phạm trong chỉ đạo, điều hành, lập lịch, điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia vào mùa khô năm 23. Và cuối cùng, thứ năm là để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt là khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6, cắt điện đột ngột, không báo trước, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư. Từ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và vi phạm nêu trên, thì Bộ trưởng Công Thương đã đề nghị và yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp căn cứ theo kết luận điều tra, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với hội đồng thành viên EVN và các cá nhân có liên quan. EVN căn cứ kết luận thanh tra, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, thì kết luận thanh tra cũng chỉ rõ nguyên nhân vì sao 85 dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp bị chậm đưa vào vận hành phát điện. Vậy nguyên nhân là gì? Thì thứ nhất, đến ngày 1 tháng 6, có 28 trên 85 dự án điện gió, điện mặt trời được xem xét và thống nhất đưa vào chương trình chạy thử nghiệm cập nhật, chương trình chạy thử nghiệm. Trong đó có 9 dự án đã hoàn thành thử nghiệm và được công nhận COD. Theo đó, thì thanh tra Bộ Công Thương kết luận rằng EVN đã chậm trễ cho công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc các đơn vị thành viên để phối hợp với các chủ đầu tư dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến EVN để đưa các dự án này đi vào hoạt động. Thứ hai là đến ngày 11 tháng 4, việc giải tỏa các nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp năm 23 đã được đánh giá qua 3 kịch bản. Một là chỉ xét 22 nhà máy đã hoàn thành thử nghiệm. Hai là chỉ xét 34 nhà máy thuộc kiến nghị của 36 chủ đầu tư. Và ba là xét 85 nhà máy đã ký hợp đồng mua bán điện nhưng chưa COD. Nhưng cho đến thời điểm Bộ Công Thương thực hiện thanh tra thì mới chỉ có 14 nhà máy điện gió, điện mặt trời đã vận hành thương mại, thấp hơn số lượng dự kiến tại cả 3 kịch bản nêu trên. Qua đó, thanh tra Bộ Công Thương tiếp tục kết luận
việc EVN không có văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương phối hợp với các chủ đầu tư nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp, chậm chỉ đạo đàm phán giá điện tạm thời, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến EVN, dẫn đến các dự án nhà máy điện này chậm đưa vào vận hành, gây lãng phí tài nguyên và nguồn lực đầu tư của xã hội. Đối với các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp, Bộ Công Thương cũng đôn đốc EVN khẩn trương phối hợp thỏa thuận, thống nhất giá để sớm đưa các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp vào vận hành, tránh gây lãng phí. Tuy nhiên, EVN và các đơn vị thành viên có liên quan vẫn chưa triển khai thực hiện kịp thời theo chỉ đạo, chậm trễ trong công tác phối hợp với các chủ đầu tư để hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Như vậy, kết luận thanh tra cho thấy EVN có rất nhiều sai phạm. Còn việc sai phạm đó bị xử lý ra sao thì chưa có thông tin cụ thể. Còn bao giờ có và có công bố hay không thì mình cũng không rõ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.